Sao anh không vô tắm đi? Ngồi đây làm gì? Có gì đâu. Anh bị sao vậy? Có gì đâu mà anh la dữ vậy? Anh thấy cái gì? Không có gì đâu. Chắc là anh làm việc mệt quá, anh bị ảo giác thôi. Vậy thôi anh vô tắm đi rồi nghỉ ngơi sớm. Đi. Không được ngủ. Không được ngủ. Nếu mình ngủ, cô ấy sẽ hiện về nữa thì sao? Không được ngủ. Phải đáng lên. Phải đáng lên. Chỉ cần trời sáng mọi chuyện sẽ trở lại bình thường thôi. Không được ngủ. Không được ngủ. Không có. Ở đây cũng không. Vậy là ở đâu? Alo. Em là Linh đây. Em xin lỗi vì làm phiền anh giờ này, nhưng mà em có chuyện quan trọng muốn nhờ anh giúp một chút. Dạ. Dạ. Anh tìm giúp em người này coi hiện giờ bị giam ở đâu á. Dạ. Dạ rồi, em sẽ gửi mail liền cho anh nha. Dạ. Dạ rồi, em cảm ơn anh nhiều. Hôm nào anh có thời gian cho em mời anh ăn bữa cơm nha. Dạ rồi, em cảm ơn anh. Dạ. Nghe. Em ngủ chưa? Anh nhắn tin không thấy em trả lời nên anh gọi đại. Ủa, anh có nhắn tin cho em hả? Trời, trời ơi, từ nãy tới giờ em lo tập trung tìm chỗ mà Tuyết bị tạm giam, em không để ý điện thoại. Có kết quả chưa? Dạ, em vừa nhờ thêm một anh bạn làm bên sở, hy vọng là sớm có kết quả. Dạ, em lo quá. Bây giờ khuya rồi. Có thông tin gì chắc sáng sớm mai người ta sẽ báo. Em đi ngủ đi, sức khỏe là quan trọng nhất em à. Dạ em biết rồi, anh cũng ngủ đi. Ủa, mà sao anh biết là khuya rồi mà anh vẫn còn thức vậy? Tại anh lo cho em. Không biết có chuyện gì mà nhắn tin không thấy em trả lời. Anh biết giờ giới nghiêm của em, cho nên canh me gọi cho em đó. Cái gì? Hay quá à. Mai mốt thay đổi giờ giới nghiêm đó,
Đừng có mà xạo xạo kêu là đổ thừa cho em rồi quan tâm tới em nha. Anh lo cho em thiệt mà. Thôi ngủ đi, nói qua nói lại như vậy chắc tới sáng luôn đó. Rồi ok anh, vậy thôi nha, em cúp máy, mai lại gặp, bye anh. Ủa à, bác sĩ chuyển công tác bệnh viện khác hả? Dạ không thưa giáo sư, tại vì giám đốc mới nói là tôi già rồi nên không trọng dụng tôi nữa, nên cho tôi về hưu sớm. Con chỉ làm đúng vai trò của người quản lý bệnh viện này thôi. Con làm như vậy là vì lợi ích chung, chứ đâu phải vì bản thân của mình mà bà trách con. Về phần hỏi đồng, khi nào cần thì mới hợp. Ví dụ như muốn rút phế đội ngũ lãnh đạo của bệnh viện chẳng hạn. Minh, bà muốn là tất cả mọi người làm việc ở đây á đều coi cái bệnh viện này như một gia đình. Chúng ta phải luôn phấn đấu để hướng cho cái bệnh viện này ngày càng đi lên, vừa chất lượng ha, rồi có tình người nữa. Tụi con có cách quản lý riêng của mình, bây giờ ba đừng có xen vô nữa. Cái thời của ba bây giờ không áp dụng được cho tụi con, ba hiểu không? Ba đã bàn giao cho tụi con rồi thì đừng có tham gia vô những cái chuyện này để làm gì nữa. Sao giờ này mà ba chưa ngủ nữa? Ba có một số việc phải suy nghĩ, thành ra ba chưa ngủ được. Còn con cũng thức khuya vậy, mai có đi ra tòa không? Dạ có. Thực ra là con cũng đang tìm một số thông tin của Tuyết đó ba. Ba còn nhớ y tá Tuyết mà hồi trước làm ở bệnh viện mình không? Đương nhiên ba nhớ rồi. Ủa mà sao con hỏi vậy? Có chuyện gì xảy ra với nó hả? Dạ, cô ấy bị bắt về tội vận chuyển ma túy, đang chuẩn bị ra tòa đó ba. Hả? Vận chuyển ma túy hả? Sao có chuyện đó được ta? Con cũng nghĩ như vậy, bởi vì cô ấy có quá khứ trong sạch, chưa từng có tiền án hay tiền sự gì, các mối quan hệ xã hội thì cũng không có gì mờ ám, không có lý do gì mà lại dính vào chuyện đó được. Nhưng mà sau khi hồi phục, con có biết nó liên lạc với ai mà gọi là nghi phạm không? Dạ, chuyện này thì con chưa rõ, vì bây giờ con phải tìm được nơi tạm giam của Tuyết để nói chuyện thì mới biết được đó ba. Theo con nghĩ á, chắc chắn là cô ấy bị người khác lợi dụng. Thì con phải cố gắng giúp con bé. Dù sao đi nữa thì nó cũng là một nhân viên rất tận tâm ở bệnh viện. Ba không muốn là nó có một cái kết cục như vậy. Dĩ nhiên rồi ba, bởi vì giữa con, cô ấy và anh Hào, tụi con có một số chuyện cần làm sáng tỏ, nên bằng mọi giá là con phải cứu được cô ấy. Ủa, lại có chuyện dính đến cậu Hào nữa sao? Chuyện này con chưa tiện nói cho ba biết được. Ủa, ba, bộ có chuyện gì khiến ba khó nghĩ như vậy? Thì chuyện của bệnh viện thôi. Vợ chồng anh chị con làm cho nhân sự của bệnh viện xáo trộn hết. Ai cũng bất mãn với cách xử sự của nó. Bà đã nói với anh chị chưa? Bà cũng có nói rồi, nhưng mà tụi nó có nghe đâu. Con còn biết tính tình của chị con lúc nào cũng cứng đầu à. Rồi lại thêm cái thằng anh rể con nữa, nó quyết đoán đến lạnh lùng. Ba sợ là tình trạng này mà cứ kéo dài á, những người mà gắn bó với bệnh viện của mình bấy lâu nay á, người ta bất mãn, người ta bỏ đi hết. Ba, nếu mà đã như vậy á thì ba phải giải quyết quyết đoán và lạnh lùng hơn nữa. Bây giờ ba cứ thử thêm một thời gian nữa đi. Nếu hai người họ mà vẫn không thay đổi thì ba vẫn có thể triệu tập hội đồng quản trị lại để hủy bỏ quyền quản lý của anh chị mà. Bà biết chứ. Nhưng mà thiệt tình là ba không muốn cái chuyện đó nó xảy ra. Vì như vậy
sẽ chạm đến cái lòng tự trọng tự tôn của vợ chồng nó. Gia đình của mình sẽ vì cái chuyện này mà xào xáo cho con coi. Ba, mạnh mẽ lên. Vẫn còn có con và anh Hào đứng về phía ba mà. Con sẽ không để cho họ muốn làm gì thì làm đâu. Thôi khuya rồi, ba đi ngủ đi. Ơi, đi. Ba vui rồi. Thôi, con cũng đi nghỉ đi nha. Dạ. Nè, con à, những ngày sắp tới sẽ là những ngày rất là dài. Phải chuẩn bị sức khỏe nha, rồi tinh thần minh mẫn để chiến đấu. Nha. Con biết rồi. Con cảm ơn ba. Ba ngủ ngon nha. Con cũng vậy. Anh. Ủa, anh cũng đang định qua chỗ của em đi. Em biết chỗ tạm giam của Tuyết rồi. Cô ở đâu? Bây giờ cô sao rồi? Em cũng chưa rõ nữa. Bây giờ anh chị em đi đến gặp người này. Người này biết rõ chuyện của Tuyết lắm. Vậy đi liền đi. Trời sáng rồi. Trời sáng rồi hả? Sao anh lại nằm ngủ ở đây? Đã dậy còn uống nhiều rượu nữa. Đêm qua anh gặp ác mộng, cho nên ra đây ngồi uống chút rượu cho có tinh thần dễ ngủ đó mà. Anh cứ bị căng thẳng thần kinh như vậy hoài, em sợ anh bị đột quỵ đó. Hay là mình tuyển thêm trợ lý nha anh. Không cần đâu. Chỉ cần em luôn ở bên anh, ủng hộ cho anh, cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra, anh cũng không sợ. Thôi anh chuẩn bị đi làm đi. Chào anh. Xin lỗi đã để hai người chờ lâu. Chào anh. Anh không ngờ là đường dây tội phạm này lại đang nằm trong điều tra của đội anh. Và anh cũng không thể ngờ được rằng bạn của hai em lại dính vào đường dây này. Anh à, em nghĩ là Tuyết bị lợi dụng. Bởi vì nhân thân của cô ấy rất sạch, không thể nào mà dính líu tới đường dây tội phạm nguy hiểm như vậy được. Nhưng tất cả chứng cứ đã rất rõ ràng, mà cô ấy cũng không thể nào đưa ra được những lý do hay những bằng chứng để chứng minh là mình vô tội. Anh có cách nào để cho chúng tôi gặp được Tuyết không? Đúng rồi đó anh. Anh có thể giúp hai đứa em gặp mặt được Tuyết. Vì khi gặp được thì biết đâu tụi em sẽ khai thác thêm được về vụ án này. Em biết là yêu cầu này khiến anh rất là khó xử, nhưng nếu mà tụi em gặp được cô ấy thì không chừng tụi em sẽ khai thác được thông tin về nguồn hàng ma túy đó. Bởi vì với tính cách của Tuyết, chỉ có những người quen hay là người thân thì mới có thể dễ dàng tiếp cận và lợi dụng cô ấy được thôi. Thôi được rồi. Chuyện này á thì anh sẽ thông báo với cấp trên. Sau đó khi nào có quyết định anh sẽ báo với các em. Khoan anh à, tình trạng của Tuyết bây giờ đã sao? Anh có thể cho chúng tôi biết được không? Cô ấy vừa mới thoát khỏi cơn thập tử nhất sinh, bây giờ lại phải nằm trong trại tạm giam như vậy. Tôi sợ là cô ấy không chịu nổi cú sốc này. Cô ấy vẫn khỏe, hai em cứ yên tâm chờ tin của anh. Cảm ơn anh. Mình đi.
Không lẽ chuyện này lại dính tới thằng Minh? Trời ơi là trời. Nè, anh đang nghĩ gì vậy? Không có gì. Anh chợt nghĩ, nếu như muốn giết Tuyết thì còn bao nhiêu cách. Đâu có gì đâu mà phải dùng tới hạ cách này, vận chuyển hàng cấm như vậy. Vì có thể hắn là người nằm trong đường dây buôn bán ma túy. Nếu như mà phi vụ này trót lọt thì hắn sẽ được hưởng lợi. Còn nếu không thì coi như là hắn bỏ số ma túy đó ra để mua mạng của Tuyết. Dạ con chào dì. Ngồi ăn trái cây đi. Dạ. Chút xíu nữa có bún bò. Ăn. Ủa? Bún bò với dì cho vui. Ủa bún bò dì nấu hả? Ừ. Tỉnh thoảng dì buồn buồn dì nấu cho nó vui vậy mà. Trời ơi dì giỏi quá vậy. Ủa mà sao con tưởng là bữa nay có anh chị hai qua nữa. Có mình con hả? Ừ. Dì chỉ mời một mình con thôi. Dì cũng muốn đông đủ đông con đông cháu cho nó vui. Nhưng mà đứa nào cũng bận rộn việc riêng hết trơn à. Sao dì về Việt Nam có một mình vậy? Thì ở Việt Nam á, dì có một ý nguyện dang dở chưa làm xong. Dù sao thì bây giờ cũng còn sức khỏe nên dì ráng hoàn thành tâm nguyện đó mà. Con cũng chúc cho dì sớm hoàn thành tâm nguyện nha. Linh à, hai hôm nữa công ty dì có tổ chức từ thiện á, để tặng quà cho mấy em nhỏ, con có đi chung không? Dạ có, cho con đi chung với. Nhưng mà dì có cần con phụ giúp gì không, cứ nói con nha. Nhưng mà con nhớ rủ bạn trai đi nữa nha. Dạ, để con nói ảnh. Chắc ảnh cũng sẽ thích và đòi đi thôi. Mà nè, chuyện tình cảm của hai đứa con tới đâu rồi? Hào có bàn tính tới chuyện đám cưới chưa? Dạ chưa. Tụi con cũng còn trẻ mà. Với lại á, anh Hào cũng đang muốn đi học lên nữa. Để sau này có công việc ổn định thì tụi con mới tính chuyện cưới xin. Vậy ha? Dạ. Đàn ông con trai mà biết nghĩ như vậy là chín chắn lắm. Như vậy nó mới là điểm tựa tốt cho gia đình đó con. Nhưng mà con là con gái, chờ đợi như vậy có bị nóng ruột không? Dạ không. Con cũng muốn tung tăng đi đây đi đó, cho cuộc sống của con đa dạng hơn. Rồi sau này lấy chồng có gì mình cũng không có hối tiếc. Con với Hào cũng cùng chung ý nghĩ. Tự nhiên dì cũng thấy vui lây. Nói theo cảm nhận riêng của dì nha, con chọn Hào là đúng người rồi đó. Hào biết nghĩ xa và trông rộng, sau này nó sẽ là người chồng tốt. Dạ. Anh dạ con. Cứ để con tự nhiên. Đây đây đây. Táo ngon ha. Dạ. Anh Minh là con dì ấy, mà sao hai người khác nhau nhiều quá à? Dì Phương thì hiền lành, nhân hậu, còn anh ta lại là người thâm hiểm và tham vọng. Giả như anh ta thừa hưởng được tính nhân hậu của dì Phương thì tốt biết mấy. Theo kết quả xét nghiệm vừa qua cho thấy, ca mổ này tỷ lệ thành công rất là thấp, cao nhất chỉ có 20% thôi. Nếu đã có chẩn đoán chính xác như vậy thì tôi nghĩ phải thông báo cho người nhà bệnh nhân, nên đưa về nhà đi. Tôi đã cho phép trả bệnh nhân về nhà chưa? Ca mổ dù có tỷ lệ thành công thấp cỡ nào đi chăng nữa cũng phải tiến hành, vì đó là quyền lợi của bệnh nhân. Nhân gia cảnh của họ khó khăn, nếu chúng mình vẫn tiến hành ca mổ mặc dù tỷ lệ thành công rất là nhỏ thì như vậy tội nghiệp cho họ lắm. Vừa phải chạy tiền chữa trị và có khi còn phải chạy tiền lo ma chay nữa. Đã là bác sĩ thì cho dù bệnh nhân có còn 1% hy vọng cũng vẫn phải chữa trị. Đúng là như vậy. Nhưng có những trường hợp bác sĩ cũng nên đồng cảm với gia đình bệnh nhân. Đồng cảm để chết đói hả? Anh nên nhớ, đây là bệnh viện chứ không phải nơi từ thiện. Mình cố gắng hết sức chữa cho họ, nếu không thành công thì đó là do số phận của họ thôi. Nhưng nếu không phẫu thuật thì bệnh nhân có thể sống với gia đình bệnh nhân 1-2 tháng. Còn nếu mình vẫn tiến hành phẫu thuật, có khi họ chết ngay trên bàn mổ. Vậy thì càng tốt. Các bác sĩ thực tập có thể nhìn đó, vậy đúc kinh nghiệm cho những lần phẫu thuật sau. Vậy cả đôi đường, đúng không? Như vậy có khác gì mà người sống ra làm thí nghiệm đâu, có khác gì giết người đâu. Nếu như gia đình họ biết được thì họ nghĩ về đội ngũ bác sĩ chúng ta như thế nào?
Việc đó chưa tới lượt bác sĩ Nam phải lo đâu. Tôi là người đứng đầu của bệnh viện này, tôi biết phải làm gì để có lợi cho Á Châu. Bệnh nhân này sớm muộn gì cũng chết, vậy thì tại sao không để cho họ cống hiến một chút gì đó cho y học, cụ thể là cho bệnh viện chúng ta? Cậu bị điên rồi. Cậu vì tiền mà cậu mất nhân tính hết rồi. Phải, anh nói rất đúng. Vì tiền. Tôi hỏi anh, bây giờ tất cả các bác sĩ của bệnh viện Á Châu này có ai dám tuyên bố với tôi là mình tới đây làm là không phải vì tiền không? Nếu nó đúng, tôi cho ngừng ca phẫu thuật lại liền. Anh trả lời đi. Không trả lời được phải không? Bác sĩ Nam à, tôi thấy những suy nghĩ của anh nó quá lạc hậu, không phù hợp để làm việc ở đây nữa. Cho nên tốt nhất anh nên về giường làm bác sĩ cho trâu cho bò đi. Kể từ bây giờ, tôi không muốn thấy cái bản mặt của anh xuất hiện ở Á Châu nữa. Nếu cần thiết, tôi sẽ đền hợp đồng cho anh. Cậu nghĩ tôi muốn ở lại ở đây làm việc lắm hả? Làm việc với một người mất nhân tính, một người vì tiền, tôi thà về hưu sớm còn hơn. Xin mời. Sao? Còn anh? Dạ. Có ý kiến gì không? À, tôi không có ý kiến gì hết. Dạ. Dạ, con nghe đi mẹ. À, dạ, mẹ chờ con chút nha. Dạ được mẹ ơi, con mới xem lịch của chồng con, chiều nay anh ấy không có bận gì hết. Dạ, vậy vợ chồng con qua đón mẹ đi chung luôn nha. Dạ rồi, vậy con hẹn mẹ chiều nay ở nhà hàng. Con chào mẹ. Ủa, anh, vợ chồng mình đúng là thần giao cách cảm thiệt á. Có chuyện gì vậy? Thì em đang định qua tìm anh nè. Anh cũng định tìm em, hỏi đi ăn trưa hay không nè. Có chứ, em đang đói muốn chết đây. À khoan, chiều nay vợ chồng mình đi ăn với mẹ nha. Sao lại như vậy? Thì mẹ vừa gọi điện thoại cho em, rồi mẹ mời hai vợ chồng mình đi ăn chiều nay. Em vui quá cho nên tự đồng ý nhận lời luôn rồi. Mình đi nha anh. Bây giờ bà lại lợi dụng vợ tôi để làm cầu nối muốn gặp tôi nữa hay sao? Hình như là bà vẫn chưa chịu hiểu vị trí của bà nằm ở đâu trong lòng của tôi thì phải. Anh đi nha. Mình đi. Chà, hôm nay sao rỗi rảnh không đi làm ghé thăm tôi vậy? Chà, tôi thấy anh nghỉ ngơi và chăm sóc cây cảnh không à. Nhàn nhã quá, tôi cũng ước gì được như anh đó. Rồi, mời ngồi, ngồi đi. Uống miếng nước nha. Dạ. Sao nãy giờ chưa trả lời tôi à? Sao hôm nay công việc rỗi rảnh mà tới thăm tôi vậy? Dạ, tôi nghỉ luôn rồi anh. Hả? Ủa, sao anh lại nghỉ? Dạ, sếp cho nghỉ nên tôi nghỉ anh à. Hả? Thằng Minh nó cho anh nghỉ hả? Dạ. Nói nghỉ cho nó sang, chứ thật ra thằng Minh nó cho tôi thôi việc. Nói thẳng ra là bị đuổi việc. Làm sao mà có chuyện như vậy được? Dạ thì mọi việc đã xong rồi đó. Tôi được gọi lên văn phòng, đưa tờ thanh lý hợp đồng và yêu cầu nghỉ việc ngay lập tức anh à. Cái thằng này vuốt mặt không có nể mũi gì hết. Được rồi, để tôi làm việc lại với nó. Tôi với anh thì không lạ gì nhau nữa. Tôi đây có lời khuyên chân thành với anh. Anh tìm cách quản thằng Minh lại, đừng để cho nó tự tung tự tác lộng quyền như vậy. Bệnh viện mà, chứ đâu phải công ty kinh tế đâu mà ghét ai trái ý nó là nó đuổi việc ngay. Tôi xin lỗi anh vì đã để xảy ra sự việc này. Đâu phải lỗi của anh đâu mà xin lỗi. Phải chi mà anh có mặt ở bệnh viện như lúc trước mỗi ngày thì đâu có đến nỗi. Nói thật với anh là ở bệnh viện nhiều người bất mãn thằng Minh lắm, nhưng không ai dám lên tiếng hết. Chẳng qua là gì, họ vì miếng cơm manh áo thôi. Những người mạnh miệng lên tiếng như tôi
thì nó tìm cách cho thôi việc ngay. Vậy thì chết rồi. Tại sao nó lại cư xử kỳ cục như vậy chứ? Tôi thấy giám đốc mà hành động cảm tính như vậy thì bệnh viện sẽ càng ngày càng đi xuống. Mình làm lãnh đạo mà không được lòng người thì khác nào ông vua mà không được lòng dân. Rồi dần dần sẽ bị mất nước anh à. Sự nghiệp cả một đời không khéo sẽ tiêu tan hết. Dạ. Anh uống nước đi. Dạ anh. Nè, tụi con thấy nhà hàng này thức ăn sao? Nó có ngon không? Dạ, đồ ăn ngon lắm mẹ. Để hôm nào á con dắt ba con lại đây ăn. Mẹ ăn. À, anh ơi. Anh chụp hình cho em với mẹ một tấm đi. Đi. Em lúc nào cũng chụp hình được ha? Thì tại vì em muốn chụp chung với mẹ chứ bộ. Để em quay với tất cả mọi người. Là em có một người mẹ chồng rất là tuyệt vời. Chụp nha mẹ. Anh bồ quá à. Anh chụp lại cho em đi. Chụp một tấm nữa. Mẹ. Ok rồi. Nè, hai đứa con á, tính chừng nào lên kế hoạch sinh con vậy hả? Anh, mẹ hỏi khi nào mình sinh con kìa. Mẹ, ảnh cứ đòi là giờ đợi thêm vài năm nữa mới sinh con được mẹ. Vậy hả? Chuyện con cái em cứ để từ từ. Con cái là lọc rề cho mà. Bây giờ con chỉ muốn tập trung vào để lo cho công việc. Con muốn cuộc sống của con sau này nó phải thật là đầy đủ, không thua thiệt bất cứ một ai. Mẹ, con cũng đã nói với ảnh rồi. Bây giờ hai vợ chồng con cũng đã ổn định, sinh con cũng được rồi. Vậy mà anh cứ nói là đợi vài ba năm nữa không mà mẹ. Mẹ thấy nó nói cũng phải. Dạ con mời mẹ. Được rồi. Dạ con nghe ba. Dạ. Có chuyện gì vậy anh? Không có gì, chỉ là kêu anh chỉnh sửa lại một số giấy tờ thôi mà. Mẹ ăn thêm đi. Hai con ăn đi. Chị. Thôi hai chị em nói chuyện đi nha. Dạ. Em. Chị. Ba em dạo này sao rồi? Ba em có khỏe không chị? Vừa rồi Dượng bị tai biến, cho nên đi lại rất khó khăn. Sao? Ba em bị tai biến hả? Ba em sống có một mình như vậy, bây giờ còn bị tai biến nữa. Em thì bị giam như vậy, không biết rồi sẽ như thế nào đây. Em đừng có lo nha. Chị thấy có bác hàng xóm cũng thường qua thăm nom và giúp đỡ ba em, nên em đừng có lo. Chị, có gì khi nào chị rảnh chị qua chăm sóc ba em giùm em nha chị. Nha chị. Chị biết rồi. Chị à, em có việc này chị giúp giùm em nha. Em nói đi. Chị về mở email trong laptop của em, có cài sẵn password, chị gửi file đính kèm tới địa chỉ này. Được. Ở trong này em nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Ở bên ngoài chị sẽ làm tất cả để hỗ trợ cho Linh, để Linh giúp em ra khỏi đây. Nha chị, chị đáng nha chị. Chị đáng giúp em ra khỏi đây nha. Em sợ lắm. Em nói chuyện với Tuyết một chút. Dạ. Tuyết cảm ơn Linh đã giúp Tuyết được gặp người thân. Không có gì đâu, nếu mà giúp được gì thì tôi sẽ giúp mà. Tuyết đừng suy nghĩ nhiều nữa.
số ma túy đó có phải là của Tuyết không? Tôi không có đâu, tôi bị quan đó. Tôi không đời nào dính vô mấy cái đó hết. Chắc chắn là đã có ai cố ý hại Tuyết đó. Vậy trước đó Tuyết đã gặp những ai? Và theo Tuyết nghĩ thì ai có khả năng nhét thứ đó vào vali của Tuyết? Lúc Tuyết đi từ khách sạn đến sân bay, Tuyết đâu có gặp ai đâu. Tuyết cũng không hiểu tại sao gói ma túy đó lại nằm trong vali của Tuyết nữa. Tôi nhớ rồi. Khi mà Tuyết gặp ông tài xế, lúc mà ông mang vali đồ của Tuyết, ông bỏ vô cốp xe rồi ông làm gì lâu lắm. Nhưng mà do lúc đó chủ quan quá nên Tuyết không để ý nữa. Vậy lúc mà ông cất hành lý của Tuyết thì Tuyết đang ở đâu? Lúc mà ông cất hành lý á thì Tuyết đã lên phía trước xe ngồi rồi. Tuyết có nhìn ra phía sau, nhưng mà ông kéo cái cốp xe lên, Tuyết không thấy gì hết trơn á. Vậy Tuyết còn nhớ mặt ông tài xế đó không? Lúc đó gấp quá cho nên Tuyết cũng không nhớ nữa. Nhưng mà Tuyết nhớ trên tay ông ấy có một cái hình xăm, hình bông hồng á. Tuyết có chắc không? Bởi vì dấu hiệu này rất là quan trọng. Tuyết chắc mà. Linh ơi, Linh đang giúp Tuyết nha. Thôi được rồi. Nếu như mà đã như vậy thì Linh sẽ cố gắng hết sức. Nhưng mà với điều kiện Tuyết phải hợp tác với tôi. Nhờ Linh ráng giúp giùm Tuyết giải quan. Tuyết, Tuyết thật sự bị quan mà. Ủa, Linh. Anh, em mới từ chỗ Tuyết về nè. Có tin gì mới không? Dạ có. Tuyết đang nghĩ là người có khả năng bỏ ma túy vô hành lý của Tuyết là tên tài xế taxi. Và Tuyết nhớ lại một chi tiết rất là quan trọng, đó là tên taxi đó có hình xăm bông hồng trên cánh tay. Vậy làm sao bắt được hắn? Rồi có cách nào mình kết tội hắn không? Bên PC45 đã phát thảo ra gương mặt của tên tài xế Uber đó và điều tra biển số xe và hãng hắn đang chạy. Nhưng mà hắn không phải là người của hãng xe Uber. Có thể là người ai đó cài vào, sắp xếp để hại Tuyết. Vậy là có người đứng sau chuyện này à? Em hy vọng với những dấu vết đó thì bên đội điều tra PC45 sẽ sớm tìm ra được hung thủ. Và khi tìm được hắn rồi thì mình sẽ sớm biết được kẻ đứng đằng sau đang giật dây hắn là ai. Ông là ông Khang phải không? Dạ đúng rồi, tôi đây. Tôi vừa mới gửi mail cho ông đó. Ông mở ra đọc đi. Mà cô là ai vậy? Quan trọng lắm đó. Alo. Alo, cô ơi. Cô Minh xuất thân chỉ là một đứa nghèo hèn. Mình đã có vợ, và người vợ ấy chính Minh hại chết. Trời. Mình là kẻ giết người. Mình đã làm chết bệnh nhân và giá họa cho phim.
con chào dì. Con tới rồi hả? Dạ. Bữa nay con được về sớm nên con ghé qua thăm dì nè. Dì dặn con nè. Dạ. Sau này có tới thăm dì đừng có mua trái cây nữa. Dì có một mình ăn không có hết. Dạ, có một chút mà dì ơi. Ủa dì, mà sao con thấy dì xanh xao quá vậy? Sớm giờ dì hơi mệt, dì nằm nghỉ chút không có sao đâu con. Thôi, hay bây giờ con đưa dì vô bệnh viện nha. Không, dì không có sao, dì có thuốc, để dì vậy uống thuốc chưa? Ừ, để dì lấy uống thuốc vô nó đỡ liền à con. Dạ. Dì. Dì ơi. Dì. Thuốc dì để ở đâu? Để con đi lấy cho. Lấy ở trong tủ đó con. Dạ. Đây hả dì? Uống sao đây? Dì ơi. Dì ơi. Dì bị ung thư hả dì? Dì bị lâu chưa? Cũng mới thật con à. Con à, con đừng có báo cho ai biết. Dì không muốn cho người thân buồn hay hoang mang, nhất là thằng Minh. Dì không muốn nó lo lắng. Thằng cặn bã dám lừa dối tao, lừa con gái tao để lên chức giám đốc bệnh viện. Dạ thưa ba, con mới tới. Ba có chuyện gì muốn nói với con hả? Con thấy gia đình ba đối xử với con như thế nào? Sao tự nhiên hôm nay ba lại hỏi con như vậy? Trả lời đi. Mọi người đối xử với con rất là tốt. Vậy thì thời gian qua con có làm gì che giấu ba với vợ của con không? Ba hôm nay làm sao vậy? Ba nói những câu thật sự con không hiểu. Trả lời đi. Ba muốn nói gì thì ba cứ nói thẳng ra đi. Ở đây chỉ có hai chúng ta thôi mà. Lý lịch làm để xin vào bệnh viện là giả đúng không? Ba đang nói giỡn gì vậy? Công việc ở bệnh viện của con nhiều lắm. Nếu ba kêu con tới chỉ để nói những chuyện như vậy thì con xin phép đi trước nha. Đứng lại. Bắt đầu từ bây giờ mày không có quyền ngồi vô cái ghế giám đốc đó. Ba, ba có biết ba đang nói gì không? Biết chưa? Thời gian qua cha con tao đã nhìn lầm mày. Khá khen. Tao khá khen mày đã dùng nhiều chiêu trò để qua mặt người khác, trong đó có cha con của tao. Ba đừng có tưởng ba là ba vợ của tôi thì muốn chỉ trích mắng nhiếc tôi sao cũng được. Ba đừng quên, chính ba đã giao hết tất cả mọi quyền hành ở bệnh viện cho tôi. Mày cũng đừng quên, ngày nào tao còn sống là tao có quyền truất thuế mày nghe chưa? Lão già chết tiệt, ông đang tính giở trò gì ở đây? Tốt nhất là mình nên xuống nước để từ từ đối phó với ông vậy. Ba, chắc là ba đang có điều gì hiểu lầm con phải không? Tao không hiểu lầm mày, mà trước giờ tao đã lầm mày. Quá khứ xuất thân của mày chỉ là một thằng nghèo khó sống lang thang. Có đúng vậy không? Nếu ba đã biết hết rồi thì tôi cũng không còn gì để giấu nữa. Đúng, bản lý lịch của tôi đưa vào bệnh viện để xin việc tất cả là giả.
Chị xin lỗi, chị sai rồi. Em không có giận chị ba đâu. Em còn thương, còn lo cho chị ba nữa. Chị có sao đâu mà lo cho chị. Không phải một mình em, mà cả nhà, ai cũng lo cho chị hết. Dạo này chị thay đổi lắm. Ngoài công việc ra, giống như chị không còn quan tâm đến bất cứ thứ gì. Em nhạy cảm quá rồi đó. Chứ chị thấy chị cũng bình thường mà. Em còn nói đúng đó. Tại sao cứ không liên lạc được? Thực ra là đã xảy ra chuyện gì? Anh đã nói là anh đi một chút rồi sẽ về mà. Mà tại sao từ đêm hôm qua tới giờ vẫn không có tin tức gì? Chết rồi hả? Cái này là tự ông chuốc họa vào thân nghe. Đừng có trách tôi. Cô mời mẹ. Dạ mời anh chị. Ừ, mời. Dạ. Dạ. Dạ cô mời ạ. Cô đã không cảm nhận được bất kỳ tình thương nào hả? Thôi em, mặc kệ cô ta. Mình đi đi. Cô đứng lại đó. Tại sao cô lại độc ác đến như vậy hả? Cô có phải là con người không vậy? Cô không được xúc phạm tới Hưng. Tôi không xúc phạm. Tôi chỉ muốn cho cô ta tỉnh người ra thôi. Muốn cầu xin người khác thì phải cúi đầu thấp giọng, chứ đừng có quên quăng như vậy. Mẹ, mẹ không cần để ý đến cô ta đâu. Phải để ý chứ. Sao? Cô muốn cứu ba cô phải không? Vậy thì thay vì lớn giọng, hãy cầu xin đi. Đừng vậy mà em. Có biết khi tôi ở Campuchia tôi đã bị đối xử như thế nào hay không? Chúng xích tôi lại một chỗ, bắt tôi làm việc, đánh đập tôi như một con thú. Những lúc đó có biết tôi lấy gì để... Vĩnh biệt.
ngồi ở đây nha. Rồi mình xích quà xíu nữa cho nó rộng. Cảm ơn chị. Rồi. Dạ. Rồi vô đây, ngồi xích vô đây. Dạ. Rồi xích quà. Xích quà thêm xíu nữa nha. Ừ, đây nè. Em để vô đây nha. Mang qua đi. Dạ, cảm ơn chị. Rồi, rồi, ngồi vô bàn đầy đủ rồi đó. Dạ, cảm ơn. Dạ, cảm ơn. Dạ, anh đi. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn anh. Dạ, ngày hôm nay tất cả những món quà này đều do chị Phương đây dành tặng cho tất cả mọi người ạ. Ủa, sao kỳ vậy nè? Lúc đi mình đóng cửa mà sao bây giờ cửa mở toang quát vậy? Ờ, sao kỳ vậy? Hay là có ai về mà quên khóa cửa? Còn đi làm từ thiện cũng nhiều nơi rồi, mà bữa nay đi với dì Phương tự nhiên cảm giác trong người thấy lạ lạ. Lạ là lạ sao con? Dạ con cũng không biết nữa, nhưng mà chị thấy trong người rất là phấn khích và vui. À thôi bây giờ cũng chiều rồi, mình đi ăn với nhau đi. Có gì mình nói chuyện làm quen với nhau luôn. À, được không Hào? À, dạ, dạ được. Chiều tối nay tụi con đâu có bận gì đâu. Sao biết anh không bận gì? Ủa em biết mà. Ủa mà sao tự nhiên mặt anh căng thẳng vậy? Ừ, chiều nay anh có việc rồi. Em đi ăn với dì đi. Ông chủ ơi, có chè đậu xanh mà ông chủ dặn tôi mua nè. Ủa thường ngày ông hay ngồi ở đây, ông chủ đi đâu rồi? Chắc là ở trên phòng. Ông chủ ơi, ông chủ, ông chủ ơi, xuống ăn chè đậu xanh. Ông chủ, ông chủ ơi, ông chủ, ông chủ ơi, ông bị sao vậy nè ông chủ ơi? Ông ơi, ông ơi, ông ơi, ông bà con sao vậy nè ông ơi? Ông chủ. Dạ. Alo. Con nghe này dì Năm. Ông ơi, ba con chết rồi. Dạ cái gì? Ba con chết rồi. Ba con. Dì nói cái gì? Ba con chết rồi. Cô Linh nè, cô sao vậy? Dạ, Linh con... à. Linh trời ơi. Sao vậy con? Chuyện gì vậy? Để anh. Ba. Ba. Ba con không sao? Dạ. Dạ con Hào đi. Dạ. Sao? Chủ chết rồi. Chủ chết rồi, cậu với cô về liền đi. Giáo sư mất rồi. Dạ. Ba. Hào à. Ba ơi. Con mau chở Linh về nhà đi con. Nhanh ba đi con. Linh. Ba. Linh. Con. Vô lẹ đi con. Ông chủ ơi. Ba. Ba ơi. Ba. Ba ơi. Hồi sáng trước khi đi chợ tôi thấy ông chủ vẫn còn khỏe mạnh lắm mà. Tôi về á, tôi mời ông chủ xuống ăn chè, lên đây phát hiện ông chủ bị vậy nè. Ba ơi, sao bà đi đột ngột, bà bỏ con ông lại vậy ba? Ông chủ Nguyễn Lan à, em ba, ba mà thấy em khóc thương như vậy, bà sẽ luôn đứng mà khó siêu thoát. Ba ơi, ba mở mắt ra đi ba. Con chưa báo hiếu cho ba được ngày nào mà ba ơi. Con có chăm sóc được cho ba mà. Ba ơi, con nhiều điều con muốn làm cho ba lắm. Ba, tại sao ba đi đột ngột như vậy? Chẳng phải trước đó ba đã rất khỏe mạnh sao? Em bình tĩnh đi. Hãy để bác ấy được ra đi thanh thản. Ba em mà thấy em như vậy, bác sẽ không vui đâu. Sao mà kỳ vậy? Thuốc ông chủ đang cầm trên tay mà ông chủ chết tức tươi như vậy hả trời? Ba không thể chết đơn giản như vậy được. Chúng ta phải làm sáng tỏ. Ý em là sao? Ba chết trong phòng chứ có phải chết ngoài đường đâu mà em nói như vậy. Dù gì thì ba cũng đã chết rồi. Anh nghĩ hãy để cho ba được yên ổn đi. Không, tôi phải bằng mọi cách làm sáng tỏ chuyện này.
sáng tỏ cái chết của ba thì ba mới yên nghỉ được, anh hiểu không? Linh à. Ba ơi. Thôi em, đừng khóc nữa. Ông chủ ơi. Nè, con tới thăm là được rồi, là vị dưỡng quý lắm rồi. Mua chi mà quá trời, lần nào tới cũng mua đồ hết trơn hết trọi à. Mua chi nhiều vậy con? Gì? Bữa nay mà nghe dưỡng lớn tiếng như vậy la con, vậy thì chắc chắn là dưỡng đã khỏe lắm rồi đó. Ông khỏe rồi. Ủa, mà sao hôm nay con tới con mình vậy? Con Linh đâu? Giáo sư Khang vừa mới mất, cho nên cô ấy phải lo đám tang. Ôi trời đất ơi, sao mất đột ngột dữ vậy con? Ủa, mà dì tưởng đâu mấy người mà làm trong y tế như vậy là biết giữ gìn sức khỏe lắm chứ. Người phát hiện ra bác ấy là dì Năm giúp việc. Lúc mà tụi con chạy tới á, là thấy thuốc của bác ấy dương giải khắp sàn hết. Con nghĩ có lẽ bác ấy lên cơn đau tim đột ngột nên bị đột quỵ. Vì không tìm thấy thuốc của mình cho nên mới xảy ra cớ sự như vậy. Trời ơi, đúng là sống chết có số. Bởi vậy người như ông ấy không ngờ đã chết sớm. Trong khi tao ha, bệnh rề rề vậy hoài ha, vừa rồi bị tai biến nữa, tưởng là đi rồi ai nhẹ đâu sống nhăn răng ha. Ông ấy nha, nói cái gì bậy bạ vậy hả? Bộ ông muốn chết sớm lắm hay sao? Ông có biết là cái bữa mà ông bị đột quỵ á, tôi khóc mà hết nước mắt luôn hay không hả? Thôi mà gì, Dượng chỉ nói chơi thôi mà. Nói chơi cái gì? Ông á là chuyên môn nói tầm bậy tầm bạ không à. Đó, ông nhìn đi, như là con Việt Linh đó. Con nhỏ hồi đó thì mất mẹ, bây giờ mất luôn cha, bây giờ cô đơn một mình đó, thấy không? Thôi, dì đừng có dằn vặt Dượng nữa. Dượng chưa thua rồi mà. Chưa đâu, chưa có thua đâu, cứ nói vậy hoài à. À mà Hào nè, từ nay trở đi á, con nhớ phải chăm sóc với lại lo lắng cho con Linh nghe không? Thời gian này á, tâm lý của nó không có ổn đâu. Con á, đừng có để nó bị suy sụp, tội nghiệp lắm nghe không con? Dạ con biết mà dì. Bây giờ cô ấy đâu còn người thân nào. Có người chị như Uyển Lan thì cũng như không thôi. Có bao giờ Uyển Lan coi cô ấy là em đâu. Con, vậy còn thằng Minh thì sao hả? Nó à, con với nó coi nhau như người xa lạ vậy. Trời, anh em mà để như vậy hả, có sao được. Rồi nếu như mẹ bay biết rồi bà nghĩ gì sao? Bà ấy đâu có quan tâm tới chuyện đó đâu Dượng. Bây giờ trong mắt bà ấy chỉ biết dung dưỡng, cung phụng tất cả những yêu sách của thằng Minh thôi. Nói như vậy, giáo sư Khang mất rồi, thằng Minh có khác gì là bá Dương, nắm hết tất cả mọi quyền hành của ba vợ rồi còn gì, mà lại được luôn tài sản của mẹ con nữa. Đúng là trên đời này những chuyện chướng tai gai mắt cái gì cũng có thể xảy ra được. Tôi lập di chúc này với mục đích định đoạt tất cả tài sản, bất động sản và số cổ phần nêu trên sau khi tôi qua đời, với nội dung như sau. Sau khi tôi qua đời, số cổ phần và tài sản bất động sản nêu trên tôi sẽ để lại cho con gái đầu là Uyển Lan, được sở hữu 70% trên tổng số tài sản. Đây là của cô, Uyển Lan. Số tài sản còn lại là 30% của cô con gái út là Việt Linh, được sở hữu số tài sản còn lại. Đây là số tài sản của cô. Ủa, em cứ tưởng là ba thiên vị nên để lại cho nó nhiều hơn chứ. Bây giờ thì em mới biết được ba thương ai nhiều hơn. Điện thoại của ba, nếu mình kiểm tra cuộc gọi sẽ biết ai là người tiếp xúc với ba cuối cùng. Nhưng điện thoại của ba đã biến mất, chắc chắn có kẻ đã ra tay sát hại ba.
Ôi trời, đây chính là cây chiếc của chị Lan tặng cho anh Minh mà. Sao nó lại nằm ở đây? Không lẽ anh Minh có liên quan đến cái chết của ba? Ngày ba nhận mail trùng hợp với ngày mà ba lên cơn đau tim đột quỵ. Tiếp tục sống, tiếp tục sinh tồn hay không? Tôi nghĩ đến con gái của mình, và tôi nghĩ đến ngày sẽ bắt những kẻ đã hãm hại tôi phải thê thảm hơn tôi, phải quỳ xuống dưới chân tôi để nhận lỗi và xin tôi tha thứ. Ba tôi về Bắc Trường không hại bà, tất cả là do bà hận thù mù quáng thôi. Cô không nghe tôi nói gì sao? Cô muốn cứu ba của mình không? Theo như quy định của Á Châu, sau khi giáo sư Khang mất, người nắm trong tay số cổ phần lớn nhất của bệnh viện sẽ thay ông ấy làm người quản lý cao nhất của bệnh viện Á Châu. Và người hiện đang nắm giữ 70% cổ phần cao nhất của Á Châu chính là cô Nguyễn Lan đây. Tất cả mọi người ở đây không biết là có ai có ý kiến gì không? Tôi Tôi có một việc muốn tuyên bố. Đó là tôi sẽ ủy quyền cho giám đốc hiện nay thay tôi điều hành mọi hoạt động của bệnh viện Á Châu. Cuối cùng mình cũng đã có được thứ mình mong muốn. Nếu ông cho tôi sớm hơn thì ông đã không phải chết yếu như vậy rồi. Có ý kiến gì không kìa? Nếu như không còn ai có ý kiến gì nữa thì cuộc họp chúng ta xin kết thúc tại đây. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn vị yêu vì đã tin tưởng anh. Chồng của em xứng đáng có được những thứ này mà. Người ta nói quả không sai, sau lưng một người đàn ông thành công thì luôn có bóng dáng của người phụ nữ giỏi giang và thấu hiểu người chồng. Em có biết với anh em quý giá tới cỡ nào không? Nếu mà anh nói như vậy thì anh phải biết thương yêu và trân trọng em nhiều hơn đó, nghe chưa? Xin tuân lệnh. Tối nay vợ yêu của anh có thể nào cùng anh tới một nơi lãng mạn nhất để đôi mình có thể tận hưởng những giây phút này không? Nhưng em có một điều kiện. Điều kiện gì? Em muốn mời mẹ của anh đi cùng để chia sẻ niềm vui với vợ chồng mình, có được không? Cũng được, nhưng mà để khi khác đi. Tại tối nay anh chỉ muốn không gian chỉ có vợ chồng mình thôi. Vậy cũng được. Ta biết được tên là tụi cớm, đang cho điều tra ráo riết vụ con nhỏ đó đó. Mày liệu hồn đi đứng cho cẩn thận đó. Dạ. Đừng có để bị lọt vào tay của công an. Làm sao cho cẩn thận nha mày. Dạ, em biết rồi anh hai. Anh hai. Hàng về chưa anh? Bữa giờ tụi nó với em quá. Không,
bên đó thấy động nên chưa cho đi. Khi nào có ta sẽ báo cho mày biết. Dạ. Tao dặn nè, nhưng mày làm gì thì làm, mày đừng có tham quá rồi bán bất chấp cho kẻ lạ người quen. Công an cài người lạ vô là chết hết cả đám, nhớ chưa? Dạ, anh hai khỏi phải lo. Trước giờ em bán cho người quen thôi, không có bán cho người lạ đâu. Tiền thì ai không ham, nhưng em cũng ngán cơm tù lắm. Tao đang có phi vụ mới, tối nay mày tới quán bar nhận việc đi. Phi vụ mới này ngon anh hai. Mày đứng nghe mày. Dạ. Mày hỏi hơi nhiều rồi đó, tao kêu mày tới thì cứ tới. Dạ dạ. Tối lần quán bar đi rồi biết. Dạ anh hai. Vậy đi, giải tán. Dạ. Dạ anh hai đi. Alo. Chưa có thuốc đâu, tao cũng đang đói thuốc đây nè. Vậy nha, khi nào có tao báo. Alo. Hàng chưa vậy? Ráng chịu khó chút đi, dạo này căng quá hàng chưa về được đâu em. Khi nào có anh gọi. Ok em. Ghế này đã thuộc về mình một cách chắc chắn, chứ không phải là ngồi tạm như thời gian vừa qua. Thật sự mình cũng phải cảm ơn cô vợ chảnh chọe và ngu ngốc của mình. Nếu như không có cô ta, mình sẽ rất khó để có cơ hội trở thành giám đốc của bệnh viện Á Châu này. Có chuyện gì mà em gọi anh tới gấp vậy? Cây viết này là sao? Em thấy cây viết đó nằm ở trong phòng của ba. Đây là cây viết mà chị Lan đặt riêng tặng cho anh rể. Ý em nói là mình có liên quan tới cái chết của ba em sao? Em không muốn nghĩ như vậy, nhưng kể từ khi em nhặt được cây viết này, đầu óc em không thể loại bỏ mọi ý nghĩ về anh ta. Có khi nào là mình vào phòng của ba em nhờ ký một số giấy tờ trong bệnh viện rồi để quên cây viết ở đó không? Không. Nếu như vậy thì nó không thể nào nằm ở vị trí đó. Anh có biết em nhìn thấy nó ở đâu không? Ở ngay chân giường, nơi góc khuất tầm nhìn nhất. Giả lại đó là phòng làm việc của ba em, không thể nào không có nổi một cây viết để cho ba em sử dụng, mà phải đi mượn viết của người khác. Không lẽ lại là mày sao Minh? Em sẽ làm rõ chuyện này bằng mọi giá. Nếu thật sự mình đã làm chuyện này thì sao? Em sẽ giết anh ta. Nếu như em không phải là luật sư, nhưng sự thật em là người thi hành luật pháp, em không thể nào làm được điều độc ác đó.
em chỉ còn có thể đưa anh ấy ra tòa thôi. Mặc dù có thể chuyện này sẽ khiến cho chị Nguyễn Lan và dì Phương đau lòng. Linh à, anh có chuyện này muốn nói với em. Chuyện gì mà sao anh căng thẳng vậy? Phải, chuyện này thật sự là anh không muốn để cho ai biết hết. Nếu như khó nói như vậy, khi nào anh cảm thấy thoải mái thì hẳn nói. Trên đời này ai mà không có bí mật riêng muốn giấu, em không có trách anh đâu. Không, nhưng nếu anh không nói lúc này, anh sợ là trễ mất. Thật sự anh và Minh là hai anh em ruột. Và bà ấy là mẹ ruột của anh. Trời, em thực sự không ngờ chuyện này lại xảy ra trước mắt mình. Anh xin lỗi, tất cả là do chủ ý của anh. Anh cố tình muốn giấu tất cả mọi người về mối quan hệ của hai anh em, bởi vì anh không muốn vì xuất thân của anh mà ảnh hưởng tới tiền đồ và tương lai của thằng Minh. Anh đang nghĩ gì vậy anh Hào? Những người vì diễn cảnh tương lai phù phiếm mà lại chối bỏ xuất thân của mình thì thật đáng xấu hổ. Anh có làm gì sai trái đâu mà anh lại giấu xuất thân của hai người như vậy? Em không hiểu đâu, em không ở trong hoàn cảnh của anh nên em sẽ không hiểu được cái nghèo nó đáng sợ như thế nào đâu. Đâu ai muốn để cho thiên hạ biết một bác sĩ tài năng, có địa vị trong xã hội, lại có một mối quan hệ ruột rà với một thằng bảo vệ quen đã có tiền án tiền sự như anh đâu. Đúng, đó là suy nghĩ của anh. Vậy anh nói ra cho em nghe để làm gì? Vì anh sợ, anh sợ khi thấy thằng Minh càng ngày càng lầm lạc, nhất là anh sợ nó có dính dáng tới cái chết của ba em. Báo cáo sếp, theo tình hình chúng tôi theo dõi, tối hôm nay tên Mạnh và tên Hùng sẽ phân phát hàng tại một quán bar 007. Nếu vậy thì ngay tối nay tổ các đồng chí phải lên đường tới quán bar 007 trực tiếp nắm thông tin từ bọn chúng. Rõ. Còn nữa, tuyệt đối không để lộ thân phận, tránh bức dây động trường, vì đối tượng mà chúng ta nhắm tới không phải là bọn cò con mà là bộ đại bàng đó. Rõ. Thì ra người mà bấy lâu nay anh hận và không tha thứ chính là dì Phương sao? Em biết là lúc trước dì ấy đã bỏ hai anh em anh mà ra đi, nhưng mà dù sao thì dì ấy cũng đã ân hận và mong anh tha thứ. Em nghĩ là anh cũng nên cho dì ấy một cơ hội, vì dù sao cũng là mẹ anh. Em đừng có nhắc tới bà ấy nữa, anh không muốn nghe. Mình có nên nói cho anh Hào biết việc mẹ ảnh bị bệnh nặng không? Nếu biết dì ấy bị bệnh nan y sống không được bao lâu nữa, liệu anh có tha thứ cho mẹ mình không? Anh Hào à, thực ra dì Phương bây giờ gì em đừng có nhắc tới bà ấy nữa. Dù cho bà ấy có sống hay chết cũng không có liên quan gì tới anh hết. Biết đến bao giờ mình mới được ngồi ăn cơm chung với hai anh em lên như hồi xưa. Hồi tụi nó còn nhỏ, yeah.
không biết phải làm sao đây. Mẹ phải làm sao đây để các con tha thứ cho mẹ đây. Mẹ sắp kiệt sức rồi, mẹ không chống chọi nổi nữa đâu các con ơi. Tặng cho em. Em cảm ơn anh nha. Nếu như không phải do em tin anh mà giao quyền quản lý cho anh, thì làm sao anh có thể tổ chức bữa tiệc ăn mừng tối nay? Cho nên tất cả những phần thưởng, những lời chúc tụng tốt đẹp nhất đều phải dành cho em mới đúng. Anh, dạo này anh khéo nịnh ghê. Vợ anh thì anh nịnh, chứ không lẽ anh để cho thằng khác nó nịnh vợ anh hả? Anh đúng là thôi, em mời anh. Trả mạng lại chứ. Anh ơi, anh sao vậy? Anh không sao đâu. Anh xin lỗi, anh vô toilet một chút nha. Có sao không anh? Anh ơi, anh có sao không? Sao mặt anh tái mét vậy? Anh không sao đâu. Có chuyện gì nói cho em nghe đi. Thật sự là anh không sao mà. Anh xin lỗi nha. Để bữa tiệc mất vui như vậy. Không sao hết. Có chuyện gì thì anh phải nói cho em nghe nha. Anh biết rồi. Thôi, mình ăn đi. Anh ăn đi. Em cũng ăn đi. Sao anh không ăn đi? Chắc tại anh thấy trong người mệt quá. Anh không sao đâu. Trả mạng lại cho em. Anh ơi, anh làm sao nữa vậy? Anh làm cho em lo lắm đó. Tự nhiên anh thấy mệt quá. Anh thấy đầu mình choáng quá. Chắc mình về nha em. Để anh cầm cho. Trả mạng lại cho em. Rồi lỡ lộ thân phận hết rồi sao? Nhưng mà anh nhìn cảnh đó anh chịu không được. Bây giờ anh nặng lắm rồi. Em gọi ở trên lên giải quyết chuyện này đi. Alo. Dạ, tụi em bị lộ thân phận hết rồi. Anh điều một nhóm khác đến quán bar giùm em đi. Dạ. Đi về trụ sở. Thôi đủ rồi em. Không có gì đâu.
Em thấy anh dạo này sao sao á nha. Có chuyện gì giấu em không muốn nói cho em nghe phải không? Anh làm gì có chuyện nào giấu em. Thôi mệt rồi, vợ chồng mình vô thay đồ ngủ đi ha. Trời, sao ông vô ngủ đi còn đứng đây? Lan, nghe nói không vậy? Đi vô ngủ, Lan. Em vô ngủ đi em. Lan. Cứu. Đi với ta, đi với ta, đi với ta, đừng mà, đừng mà, đi với ta. Anh ơi, anh còn mệt lắm hả? Vậy hôm nay em ở nhà với anh nha. Không cần đâu, ở bệnh viện không thể nào thiếu người quản lý được. Em tới bệnh viện đi, khi nào mà đỡ rồi anh tới sau. Nhưng em để anh ở nhà một mình như vậy em không có yên tâm. Anh đã nói là không sao rồi mà, yên tâm đi. Vậy có chuyện gì anh nhớ gọi cho em liền á nha. Anh biết rồi. Nhớ đó. Khanh à, cháu không cần phải làm như vậy đâu. Cháu hãy về trước đi. Là cô từ từ bỏ cơ hội để cứu ba mình đó nha. Tôi xin bà, tôi xin bà hãy buông tha cho ba tôi. Anh gọi cho em hoài không được vậy? Điện thoại em để quên ở trong phòng cho nên là không nghe. Em không đi làm sao? Hôm nay em mệt quá cho nên là tới bệnh viện hơi trễ một chút. Anh gọi có chuyện gì không? Anh có chuyện rất quan trọng muốn hỏi em. Sao? Anh cần gặp em. Thôi được rồi, anh tới nhà em đi. Sao mà không bao giờ để cho tôi được yên vậy ta? Làm phiền hoài vậy.